Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe. Dịch Covid-19 đã làm cho trẻ không thể đến trường mà phải học ở nhà, trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm nên không có người trông coi. Điều này đã khiến cho nhiều trẻ phải nhập viện vì tai nạn thương tích. Lời cảnh báo này sẽ có trong câu chuyện y tế cuối chương trình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cách hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật trong phần sổ tay học mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt để nhanh chóng hồi phục và đồng thời phát hiện những biến chứng có thể xảy ra sau mổ. Sau đây, bác sĩ Nguyễn Trung Cường, trưởng khoa ngoại sản Bệnh viện Hưng Hà sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những cách lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị khán giả về cách chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Những bệnh nhân sau khi phẫu thuật lớn thường phải sử dụng thuốc gây mê. Thường những bệnh nhân có một số những cái biểu hiện nguy hiểm rất cần theo dõi chặt chẽ của người nhà, chú ý những cái biểu hiện bất thường của bệnh nhân, đặc biệt những cái dấu hiệu về đường hô hấp có thể dễ nhận thấy nhất. Bệnh nhân có biểu hiện khó thở hoặc tím tái, đây những cái dấu hiệu rất nguy hiểm mà người nhà có thể dễ dàng phát hiện để báo sớm cho bác sĩ để có thể xử lý. Giai đoạn đầu sau phẫu thuật, với mỗi một loại phẫu thuật khác nhau thì cần có một chế độ chăm sóc dinh dưỡng khác nhau, đặc biệt là những giai đoạn đầu với những cái bệnh nhân mà phẫu thuật về đường tiêu hóa thì cần chế độ ăn uống tăng dần, nhất là những ngày đầu mình sẽ ăn nhẹ nhàng trước, sau đó sẽ ăn tăng dần theo diễn biến của bệnh. Đối với những bệnh nhân mà sau phẫu thuật về chấn thương thì cần ăn uống đủ chất ngay từ đầu, và một cái quan trọng nữa là cái chế độ tập luyện sau phẫu thuật. Thì với mỗi một phẫu thuật khác nhau thì cũng cần chế độ tập luyện khác nhau. Với những bệnh nhân mà phẫu thuật về đường tiêu hóa thì chúng ta cần vận động nhẹ nhàng sớm nhất sau phẫu thuật có thể để tránh những cái biến chứng về dính ruột, về tắc ruột sau mổ. Còn những cái bệnh nhân về phẫu thuật về chấn thương thì cũng lưu ý tùy theo cái từng cái diễn biến của bệnh thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn các cái chế độ tập luyện. Bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong thì tùy theo diễn biến của bệnh thì bác sĩ sẽ quyết định số ngày sau khi phẫu thuật xong để xuất viện. Với thông thường với những phẫu thuật nội soi thì thường là sau 3-5 ngày có thể xuất viện được. Thế tuy nhiên sau những cái phẫu thuật lớn như phẫu thuật về đại tràng, phẫu thuật về dạ dày hoặc là phẫu thuật về kết hợp xương đùi, khớp háng thì bệnh nhân thường xuất viện sau 7-10 ngày. Sau khi xuất viện về nhà thì thông thường thì chúng tôi có số điện thoại của bác sĩ để liên hệ với những cái vết thương. Một là thấy cái tình trạng nó đỏ, đau, sưng đóng đỏ đau thì chúng ta phải đến khám lại ngay để bác sĩ có thể phát hiện sớm cái tình trạng là nhiễm trùng vết mổ. Còn những cái vết thương mà nó chảy dịch nhiều, đặc biệt là chảy máu, chảy mủ ra ngoài bờ gạc băng thì đấy là những vết thương bất thường thì cũng cần khám lại ngay. Sốt siêu vi hay sốt virus là thuật ngữ dùng chung cho các loại bệnh do virus gây ra với biểu hiện chính là sốt. Bệnh thường diễn tiến trong vòng 7-10 ngày và thường tự giới hạn. Tuy nhiên cũng có một vài loại siêu vi gây nên biến chứng nguy hiểm. Những điều cần biết về sốt virus hay sốt siêu vi sẽ có ngay sau đây qua cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Năm, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì nguyên nhân nào gây nên sốt virus ạ? Sốt virus là các cái bệnh do virus gây ra với biểu hiện nổi trội nhất là sốt. Sốt virus phổ biến là các cái virus gây bệnh đường hô hấp như virus cúm, á cúm hay virus hợp bào đường hô hấp RSV. Ngoài ra có thể các virus gây bệnh đường tiêu hóa như rotavirus có thể gây tiêu chảy cấp nặng ở trẻ em. Ngoài ra ta có thể kể đến các loại virus gây các cái bệnh lý đặc biệt như sốt do virus đanh gây sốt xuất huyết, dịch sốt xuất huyết hay virus gây bệnh sởi, virus gây bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Nổi trội lên ở thời điểm hiện nay ở trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam là virus SARS-CoV-2 gây nên đại dịch COVID-19 gây nên các cái biến chứng rất là nặng nề. Bệnh do virus có thể gặp rải rác quanh năm nhưng thường chủ yếu tập trung vào các thời điểm giao mùa, giữa mùa đông xuân hay mùa xuân hạ.
bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở trẻ em khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn. Những biến chứng nào thường gặp của sốt virus thưa bác sĩ? Biến chứng ở các cái người bệnh nhiễm virus này có thể từ nhẹ đến nặng. Ta có thể kể đến như các cái biến chứng ở đường hô hấp như viêm mũi họng cấp, hay là viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ, hay là viêm phổi do virus, hay là bội nhiễm các cái vi khuẩn khác. Một số các biến chứng nặng hơn có thể do các cái tác nhân virus đặc biệt gây ra, như biến chứng ở viêm màng ngoài tim, biến chứng viêm não màng não có thể để lại những di chứng rất là nặng nề về sau. Đặc biệt như trong trường hợp nhiễm virus COVID hiện nay có thể để lại các cái di chứng biến chứng như là cái tình trạng rối loạn đông máu, có thể gây thuyên tắc phổi và để lại có thể gây ra cái tỷ lệ tử vong rất cao hiện nay ở những người có bệnh lý này. Hiện tại sốt virus thì có những phương pháp điều trị như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết thì bệnh do virus thường là tự giới hạn trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Sốt có thể giới hạn trong vòng 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên với trong một số trường hợp, sốt virus có thể gây ra các biến chứng rất là nặng nề. Hầu hết sốt virus hiện nay là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, ta có thể trong các trường hợp sốt virus thông thường, ta có thể cho trẻ điều trị tại nhà bằng các biện pháp như là sử dụng thuốc hạ sốt, cho trẻ uống nhiều nước và tăng cường sức đề kháng. Có thể cho trẻ ăn các thức ăn nặng, dễ tiêu. Còn các trường hợp mà sốt virus có thể gây ra các cái biến chứng nặng về sau thì trẻ cần được đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và làm các xét nghiệm đặc hiệu hơn. Khi nào thì bệnh nhân có phải đưa đến cơ sở y tế và có phương pháp gì để có thể phòng tránh được sốt virus hay không thưa bác sĩ? Là khi trẻ có sốt cao trên 3 ngày, hay trẻ có sốt cao mà dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng, tức là trẻ luôn duy trì nhiệt độ cao 39 độ rưỡi đến 40 độ mà dùng thuốc hạ sốt không hạ sốt được cho trẻ xuống dưới 38 độ 5, hoặc khi có trẻ có các cái biểu hiện ở đường hô hấp như là ho nhiều, thở rít, khó thở. Thứ ba nữa là trẻ có tình trạng sốt cao và có biểu hiện của co giật. Thứ tư, khi trẻ có các cái tình trạng rối loạn về ý thức như trẻ kích thích vật vã, trẻ ly bì, lơ mơ. Thứ năm nữa là trẻ có thể có các biểu hiện của đường tiêu hóa như trẻ đau bụng, nôn nhiều, ăn uống kém và có thể là có đi ngoài phân máu. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Năm nay do dịch COVID bùng phát mạnh, dù đã là năm học mới thế nhưng các em học sinh vẫn chưa được đến trường và vẫn phải học online tại nhà. Trong khi đó, bố mẹ, người thân vẫn phải đi làm nên nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích luôn hiện hữu. Hai trường hợp sau đây sẽ thêm lời cảnh báo về sự mất an toàn cho trẻ tới các bậc phụ huynh. Cháu tắm xong rồi cháu vắt quần áo lên cái mảng tường đấy. Mảng tường thì nói thật là xây qua lâu rồi, kiểu xây bằng vôi cát ngày xưa mà. Thế thì cháu mới rút quần áo như này, thế là nó mới đổ xuống thì không biết nó cọ như thế nào mà nó đập ngay vào ngón tay út như thế. Lúc ý thật sự là cuống quýt nên sợ quá, nhìn thấy cái tay của cháu nó mang xuống, nó miếng thịt nó ngoái ra như thế này, trơ xương nhọn ra rồi. Đó là câu chuyện của bệnh nhi Phạm Minh Huy, 11 tuổi, ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Mặc dù chỉ là một tai nạn bất ngờ trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đã khiến em vào viện trong tình trạng khá nguy hiểm, có thể gây ra thương tật suốt đời. Trường hợp của bạn Huy thì đây là một cái vết thương cũng khá là phức tạp, do vật nặng đè lên nên là tạo nên một cái vết thương có cái độ nhiễm trùng rất cao, đốt số 3 của ngón năm. Chúng tôi đã tiến hành rửa và cắt lọc những cái chỗ tổ chức hoại tử, khâu phục hồi lại cho bạn. Tuy nhiên là cái khả năng phục hồi cái vết thương cũng kém do cái tình trạng nhiễm trùng ở đầu ngón tay rất là nặng. Nhiều trường hợp còn phải tháo, đốt. Hiện chúng tôi đang hy vọng là cái vết thương nó liền tốt. Mới đây cũng tại khoa ngoại nhi của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã ghi nhận trường hợp bệnh nhi Nguyễn Thủy Linh, 10 tuổi, ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, bị bỏng tứ chi cũng từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Cháu ở nhà cắm phích siêu nước sôi ấy, thì là hai chị em cháu lô rồi là nó đổ ra nền nhà, cháu ngã, cháu vồ vào cái siêu nước đấy. Lúc đấy gia đình đưa vào đây rất là lo lắng, bởi vì cháu bị hai đầu gối, nhất là hai cái bàn tay của cháu ấy, cháu nó còn nhỏ rất là lo cháu sau này có tật.
Không riêng gì trường hợp của hai bệnh nhi trên, trong thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích. Những tai nạn này thường bất ngờ xảy ra, khó lường trước được và gây ra những thương tổn trên cơ thể, nhất là khi trẻ vẫn phải học online tại nhà, không có sự giám sát của người lớn. Trong các cái tai nạn thương tích mà trong khoa hay gặp nhất là cái bỏng do bỏng nhiệt như là nước nóng hoặc là nước canh. Hai nữa là những cái chấn thương do tai nạn sinh hoạt như là gãy tay, gãy chân. Đó, và những cái vết thương do cái vật sắc nhọn gây lên thương tích, để lại những di chứng rất là nặng nề. Để hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ bị tai nạn thương tích, các bậc phụ huynh cần phải hết sức quan tâm, chú ý đến trẻ. Tuyệt đối không để trẻ ở một mình trong môi trường có nước. Các bậc thềm, cầu thang cần có lan can, tay vịn chắc chắn để phòng tránh trẻ bị ngã. Các ổ điện cần phải thiết kế cao ngoài tầm với trẻ nhỏ. Tránh để trẻ chơi với lửa, các vật dụng sắc nhọn. Đối với các trẻ nhỏ, hãy đảm bảo trẻ luôn ở trong tầm mắt của mình, bởi chỉ cần một phút lơ là có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mới đây, Bệnh viện Mắt Hưng Yên đã thực hiện thành công 2 ca mổ đục thủy tinh thể cho bệnh nhân mù lòa cao tuổi có nhiều bệnh lý nền. Thành công này rất có ý nghĩa vì đã giúp bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên hoặc phải mời chuyên gia về Hưng Yên mổ hỗ trợ trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang thực hiện chỉ thị 16, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại. Bà Đỗ Thị Khương ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu đã bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người hơn 10 năm nay. Từ năm 2019, mắt của bà cũng mờ dần đi và đến tháng 6 năm 2021 thì cả hai mắt không còn nhìn thấy gì. Gia đình muốn đợi dịch bệnh ổn định sẽ đưa bà đi phẫu thuật, nhưng những ngày gần đây mắt bà đau nhức gây khó chịu nên đã được đưa đến Bệnh viện Mắt Hưng Yên để phẫu thuật. Trước khi tôi vào viện, mắt tôi đau nhức, nước mắt cứ chảy ra, không nhìn thấy gì. Vào phẫu thuật ở Bệnh viện Mắt Hưng Yên, các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ tôi nhanh chóng kịp thời, nên mắt tôi từ hôm qua nay nhìn được rõ ràng, không đau đớn gì. Tôi vui mừng lắm. Một bệnh nhân khác là ông Phạm Văn Hiệp ở xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, cũng vào viện trong tình trạng đục thủy tinh thể hoàn toàn. Ông là thương binh nặng, phải điều trị bệnh động kinh do ảnh hưởng di chứng của chiến tranh. Đặc biệt, một mắt của ông từ năm 1971 đã không nhìn thấy gì. Nay khi được phẫu thuật thay thủy tinh thể, ánh sáng đã trở lại với cả hai mắt của ông. Chưa mổ đi lại là ăn uống này khác là phải có người, một mình không sinh hoạt, không đi lại được. Thế đến bây giờ là coi như mổ là coi ông cháu đi lại bình thường, nhìn rõ hết. Còn cái mắt phải mà trước kia là cái năm 71 về đấy thì là coi như hầu nó gần như mù hết rồi. Thế đến bây giờ mổ là cũng nhìn thấy. Điều đặc biệt ở những bệnh nhân như bà Khương, ông Hiệp không chỉ ở tuổi cao sức yếu mà họ đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền. Những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh cảm giác nên gây khó khăn rất nhiều cho quá trình phẫu thuật. Với những bệnh nhân này là họ không phối hợp do các cái bệnh nền, ví dụ như là bệnh tai biến thì nó tăng cái quá trình kích thích lên, hoặc là với các bệnh liên quan đến yếu tố thần kinh. Chính vì vậy mà các bác sĩ tại các khoa phòng của bệnh viện đã cùng hội chẩn với ban lãnh đạo và đưa ra các cái phương án. Thứ nhất là động viên rồi giải thích cho người bệnh yên tâm. Thứ hai là chủ động sử dụng các cái thuốc để cho cái việc các cái can thiệp với bệnh nhân nó được dễ dàng hơn. Trước đây những ca bệnh khó như của bà Khương, ông Hiệp sẽ được chuyển lên tuyến trên hoặc mời chuyên gia của trung ương về để phẫu thuật. Nhưng nay với sự tích cực học hỏi về chuyên môn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hưng Yên đã phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân đục thủy tinh thể khó, giúp người bệnh được phẫu thuật một cách dễ dàng và kịp thời, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh và hạn chế di chuyển như hiện nay. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.